Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với các đơn vị về phát triển điện mặt trời mái nhà. Tại buổi làm việc, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ hồ sơ đề xuất xây dựng nghị định Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời mái nhà. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024, Bộ Công Thương sẽ triển khai công tác soạn thảo nghị định, lấy ý kiến góp ý, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo nghị định. Dự kiến, sau khi Bộ Tư pháp thẩm định, tháng 9 năm 2024, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Chính phủ để Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, nghị định quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà sẽ sớm được ban hành.